Ai Cập đúng không ta? Đúng rồi, nó mèo giống ai, giống mèo Ai Cập. Nó có một cái gen nó sẽ quyết định cái việc không lông này. Ừ, như vậy em bé luôn á, da nó mịn mà. Anh ẩm kiểu em bé được á. À. Ôi anh em bé là gì? Ồ, hay bạn. Giờ mới biết cái dòng này thì sẽ đặc biệt là nó sẽ tạo ra nhiều cái rái tai. Xoắn thì nó sẽ đẹp, nhưng là nó sẽ tất nhiên là nó tạo thành hình xoắn ốc thì nó sẽ khó vệ sinh hơn. Đây coi. Nó bị kích thích bởi cái này ha. Dạ. Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, hôm nay ghé thăm nhà của em Toàn chơi. Em Toàn ngày xưa cũng đam mê bò sát nhưng mà lúc này hết rồi. Còn nuôi mấy bạn mèo không à? Mà mấy bạn mèo này rất là đặc biệt ha, thì mình sẽ nhờ bạn Toàn chia sẻ mấy bạn mèo này đâu có tiêu hết trơn rồi. Đây, để ẩm xuống đây. Mèo rất là đặc biệt luôn hả các bạn ha. Mèo này là mèo gì Toàn ơi? Con này là kia là mèo không lông. Mèo không lông. Dạ. Như nó mèo Ai Cập đúng không ta? Đúng rồi, nó mèo giống ai, giống mèo Ai Cập. Giống mèo Ai Cập không lông. Dạ, nhưng mà nó là từ một cái cặp mèo của người bà người nước Anh sinh ra. À. Sinh ra được ngày rồi ta nhân giống thêm vô là phát có đây khoảng 20-30 năm à. Ừ. Chứ không phải là gen gốc hồi xưa giờ. À. Cái con mèo này ngồi xuống nói chuyện cho nó ok anh em ạ. Con mèo này là chúng ta có thể thấy nữ hoàng Cleopat ôm nó đúng không? Nó là biểu tượng luôn. Dạ. Yeah. Không hề có lông nha các bạn. Thì trong động vật á, nó có một cái gen nó sẽ quyết định cái việc không lông này. Đối với chuột cũng có dòng không lông nè. Mèo có dòng không lông, chó có không ta? Chó, chó. Có chó luôn. Con đó, chó nó có cái đốm ngay cái này. À. Tao cho mượn đựng cái coi. Đây. Cái giống mèo này nó rất là đặc biệt. Nếu mà mình nghĩ cũng rất là nhiều người ít thấy, nhưng mà nếu mà nhìn trên mạng á, thường chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là cái da mặt nó rất là nhăn. Cái độ nhăn này nó có phải là một cái tiêu chí đẹp không em? Đúng rồi, có mấy con mà càng nhăn càng nhiều thì càng đẹp. Nhưng mà em thì lại không thích nhăn lắm. Không thích nhăn lắm. Dạ. Cái thân nhiệt nó có vẻ nóng ha, có đúng vẻ rồi. Cái nó nóng hơn mèo bình thường 2-3 độ. Thân nhiệt nó nóng hơn người bình thường. Giờ vô là nóng hổi luôn. Mấy bạn mèo này thì cái tính cách nó như thế nào em? Nó có giống mèo bình thường không? Nó ngoan với ăn tốt hơn mèo bình thường. Ngoan và ăn tốt hơn mèo bình thường. Nó không có cự. À, nó thân thiện hơn. Thân thiện hơn. Ồ. Là nó có bao nhiêu màu tổng cộng em? Nó có khá nhiều màu á, nó có màu đỏ, màu những màu đỏ lu rồi này nọ. Còn nó là tâm thể đó. À. Tâm thể. Nếu mà nếu vậy chơi chắc cũng đã lắm. Em thực đơn mình cho ăn là cái gì em? Bình thường là cho ăn hạt buổi sáng, còn không thì thịt bò tươi. Bò tươi. Bò tươi xay ra. Còn chiều thì là ăn pate nhà tự xay. À. Thường thường người ta nuôi mèo á, người ta ngại nhất là cái vụ lông. Đúng rồi. Mà anh này ảnh không có lông á, nhà nó cũng đỡ cái vụ đó hơn. Đúng rồi. Có phải đó là lý do mà em chọn bé này không? Chọn đúng cái rồi. Dòng mèo này không? Cho nó gọn, nó hỏi dọn dẹp nhiều. Coi như là lần đầu tiên mà em biết tới cái giống mèo này á, là qua cái cơm nào, qua cái sự kiện hay cái dịp nào đó em coi trên mạng em thấy à. Rồi cũng thích, mà hồi đó thì nó chưa có tiếp xúc nhiều, rồi từ thấy ngoài đời một lần thì thấy mê mua. Này là bắt ở Việt Nam? Bắt Việt Nam. Là cũng hàng nhập về hay là sinh sản Việt Nam luôn? Sinh sản Việt Nam. Mẹ rồi sinh sản Việt Nam luôn. Dạ. Giờ nó còn cao không ta? Giờ giá nó trung bình không giấy tầm 10 triệu hơn. 10 triệu hơn. Có giấy? Có giấy thì nó vô chừng lắm. Vô chừng lắm hả? Tùy dạ. Đẹp xấu. Đúng rồi. Một lứa nó khoảng được bao nhiêu đá? Bữa anh mới thấy em mới có lứa mèo con mà. Mèo con lứa đó em bán xong hết trơn rồi. À. Bữa đó là được 5 con. 5 con. Nó giống như da người vậy. Phải mà giờ có mấy bạn mèo con ngậm vô. Bảy đó là em ruột của tụi của thằng này nè. À, này là cũng là một con mèo con luôn. Đúng rồi. Giống như em bé. Ơi cho anh mượn anh nựng xíu coi. Làm cũng vui quá à. Giống như da em bé. Ừ, như da em bé luôn á, da nó mịn màng. Ẩm chút xíu coi. Đúng là thân thiện. Thân thiện hơn, gặp mấy con mèo kia nó bỏ đi. Nó khó chịu hơn. Anh ẩm kiểu em bé được á. À. Ỏi. Ẩm kiểu em bé là gì nè. À.
Dạ, lật được cái lên. Giải hội ngủ luôn. Ngủ luôn. Này. Coi 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 coi. Rồi ánh mắt nó nhìn tôi đóng đuối. Mặt giống mèo của mèo mèo thơm quá. Giống mèo tôm quá. Này quá. Em cái da của nó không có lông như vậy, nó có dễ bị những cái vấn đề về bệnh da đâu không? À, bệnh da thì không, nhưng mà có một cái là nó va chạm á thì nó dễ chày. À. Như con này giỡn quýnh với con kia là hồi là chạy liền rồi. À, chày có rứa máu không? Có. Có rứa máu luôn dạ. Hả? Giống như con này hình như. Hồi con kia còn đốm với lại hay bị mũi chích nữa. À, mũi chích đúng rồi, thấy mấy đốm đốm đây nè. Dạ. Bị mũi chích nè. Dễ thương quá. Các bạn biết mình cũng đã chia sẻ nhiều lần mình sợ con chuột, mà một trong những cái điều mà mình sợ nhất con chuột đó là cái đuôi. Mà cái đuôi này không khác gì cái đuôi chuột luôn. Đúng rồi. Nó không lông mà nó hơi, nó cũng có lông nhẹ đấy như cái đuôi chuột luôn các bạn. Nó đặc biệt cái là chỉ có cái đuôi có lông, với cái mặt ngay sống mũi là nó có lông. À, ngay sống mũi dạ. Ngay có lông. Còn ngoài ra thì lông trên người nó là, nó giống như lông trái đào vậy, nó rất là mình nhìn kỹ vô thì mới thấy những cái lông măng nhỏ. Ừ, đúng rồi, gà gà cũng có cảm giác lông măng nhỏ. Ừ, dễ thương quá. Cái anh thấy có mình với mấy bạn mà trắng bóc luôn. Có. Đó là dòng normal hả? Dạ. Đó là dòng dòng bình thường standard. Bây giờ là cơ bản nhất luôn á. Thì anh em mà làm thợ xăm á, nước ngoài các bạn, thì mình thấy là người ta xăm lên con mèo luôn. Giống như con trắng bóc ta xăm lên luôn. Nhìn nó ngầu vải chưởng luôn á. Em cái bạn mèo này thì cái tiêu chí nào gọi là đẹp? Cái tiêu chí đánh giá như thế nào là đẹp ta? Ví dụ như đặc biệt là tay xoăn. Tay phải xoăn hả? Xoăn vô hết, con này là chưa xoăn nhiều nè. À, có những con xoăn, xoăn vô hết luôn. Nhưng mà nếu mà dân lâu năm thì người ta lại thích xoắn hơn. Tại vì xoắn, càng xoắn nhiều thì càng khó vệ sinh lỗ tai. À. Đó. Thì người ta lại thích những cái dòng bình thường hoặc là dòng ít xoắn thôi. Để có thể vệ sinh lỗ tai được. Chứ không thì nó, dòng này nó gây cứt ráy nhiều lắm. À. Ồ, hay bạn. Giờ mới biết cái dòng này thì sẽ đặc biệt là nó sẽ tạo ra nhiều cái rái tai. À, thì nếu mà xoắn quá, xoắn thì nó sẽ đẹp. Nhưng là nó sẽ, tất nhiên là nó tạo thành hình xoắn ốc thì nó sẽ khó vệ sinh hơn. Đúng rồi. À. Rồi, về tai nè, về mắt, về mũi, về phân bố màu. Mặt, mũi thì nó ngắn miếng là được rồi. À, ngắn hơn miếng là đẹp. Dạ. Có những con mặt dài rồi, mảng màu thì nó phải đều. Đừng có mảng màu mà lem ra thì nó lại khác. Quá đẹp luôn. Cái cặp mắt thì sao em? Con mèo thì anh đặc biệt là anh thấy ấn tượng nhất là cặp em mắt của mèo. Em chỉ lựa mắt to thôi. Mắt to là được rồi. Mà nó nhiều màu, cũng mắt cũng có nhiều màu. Có những dòng mèo này nhưng mà hai màu mắt, một bên vàng, một bên xanh. Đó. Mình thấy bên nước ngoài các bạn, nói chung là nếu mà dân chơi mèo chuyên nghiệp là phải đi học ha, có cấp bằng lai tạo mới được hành nghề đó. Nếu mà mọi thứ đều được đưa lên chuyên nghiệp thì rất là đẹp. Đó, nó phóng đi rồi. Rồi. Nếu mà mèo thì chúng ta hay nghe mèo là cái kỹ năng về bắt chuột, thì đối với những bạn này nó có cái khả năng đó không? Hay là nó là mèo cảnh thôi? Nó bắt chuột vẫn được, nhưng mà có một cái là sẽ bị ký sinh này nọ thì nó dơ. Không, ý anh nói là khi nó gặp con chuột nó có cái sự phấn khích nào đó hay là nó bơ bơ luôn? Nó dí heo. Nhưng mà nếu mà đúng ra thì nó bắt dán nhà nhiều hơn. Bắt dán hả? Cũng được. Dán nhiều hơn chuột, chuột khó tìm mà tiếng chán dán hay nhiều. Chứ chuột chợ ra đây thấy bữa ra đây thấy con chuột bự quá, bự hơn nó bỏ chạy vô. Nó chạy vô luôn. Dễ thương. Một lứa nó đẻ rồi qua bao nhiêu đứa? Năm đứa. Bữa lứa của bữa, em. Bữa nhiều nhất là năm đứa của em. Năm đứa. Ít nhất là bữa hai đứa. Hai lứa. Dạ. Cái mèo này nguồn gốc nó là ai cặp hết ta? Nó là từ một cặp mèo bình thường của bà nước Anh. Không, ý anh nói cái nguồn gốc của cái giống này luôn á. Không. Nó là một cặp mèo bình thường của bà nước Anh. À. Rồi xong rồi bà đợt đó tự nhiên nó đẻ ra hai mấy con mèo không lông. Thì người ta lấy cái gen đó người ta đi làm thêm là phát triển lên, phát triển cái gen đó lên. Dạ. Oh. Chứ nó không phải là gen gốc. À. Coi như không phải là một cái giống thuần chủng mà một giống do giống như biến gọi lên. Là mình đột biến, mình dạ. Design lên. Đúng rồi. Ừ. À, em cứ thả nó không có, nói chung là em nuôi là em cứ thả nó lang thang trong nhà luôn. Đúng chứ rồi. Không có cái khu vực nào dạ. Thả cho nó cả. Nó chỉ nằm ở đằng sau đó rồi nó leo lên lầu. Oh. Rồi đằng sau lầu thì nó có một cái chỗ phơi nắng. Ừ. Dạ.
nó có đi hoang không ta? Mèo thường thường mà tới mùa đượm đực cái là nó hay có, nó gào nó làm dữ lắm, vậy em mới ngăn lại nó không có cho ra trước. Chứ này mà nó tới mùa nó không có chỗ nó đi lang tàn chắc cũng sốt vó luôn. Đâu rồi anh bỏ đi chơi đâu rồi, lang thang đâu hết này, chạy ra ngoài đây là bắt đầu. Em bắt đầu với một cặp hả, xong rồi sinh sản em bắt đầu đi với con mẹ. À, bắt đầu với con mẹ em mua về xong rồi nó đi theo ba mẹ đi làm luôn, mở cửa xe hơi ra tự động phóng vô. Ôi dễ cưng. Các bạn có thể Google mèo không lông, các bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh rất là đẹp, rất ấn tượng. Người ta đây là cái đồ để chơi với mèo nè. À, phải liền đó, đó lăn xăng không đây con, ở đây đây con. Ủa? Nó bị kích thích bởi cái này ha. Dạ. Đây. Các bạn thấy cái bộ của nó khi mà nó chuẩn bị phóng á, cái bộ của họ mèo là giống nhau ha. Chồm tới. Có một cái cây nữa. Đúng rồi. Cây này cũng lông rồi nó không chơi. Đúng rồi. À, dính rồi. Không kiếm cái cây có cái cọng lâu. Còn cây có cọng lâu. Còn cọng cây mới nha, mới bắt đầu. Ơi. Cây nào nó cũng mà tối rồi sáng lại nó đang mưa. Thì nó đang về đó hả? À, có thêm một bạn có lông nữa, đây là mèo anh. Chạy. Mèo anh lông xù mắc cỡ. Anh thấy tính cách đó, hai con nó khác biệt nhau liền. Này nó hòa đồng hơn. Bạn kia nó gặp là nó lủi. Những bạn mèo này á, người ta cho nó bận những cái bộ đồ rất là đẹp, đeo những cái mắt kiến rất là giống như là rockstar luôn các bạn, rất là ngầu luôn. Anh này thấy anh kia chạy đi mới dám lại chơi. Mấy bé này về vấn đề sức khỏe, em nuôi ở môi trường Việt Nam em thấy mọi thứ nó ok không, em phù hợp không? Em thấy nó ổn nhất luôn á, nó phù hợp với Việt Nam mình nhiều. Như miền Nam mình thôi. Còn ngoài vùng Bắc, miền ngoài Bắc thì nó hơi lạnh, khó chịu. À, nó có dạng sữa với nó. Ồ. À, tam thể đây đúng không? Tam thể. Nè, nó có hơi hồng nè. Đây. Đậm hơn nè. Lưu nè. Tam thể. Con này thì bữa đẻ được 4 đứa. 4 đứa. Mình lộn chạy chứ. Đây. Để mà phọt nó vẫn ngon. Vẫn ngon. Này con trai đây mập ú à. Đây. Thôi. Anh ấn tượng bởi cái độ nhăn nhăn á, nó chụp với tấm hình mà nó ngồi tướng cái mặt nó nhăn nhăn á. Dạ. Nhưng mà em thấy có nhiều con nó nhăn nhiều lắm mà. Dạ, nhiều con nhăn rất là nhiều. Tùy theo tiêu chí, Toàn thì Toàn không có thích nhăn lắm. Này là massage cho ta, bự nhất chưa ta? Thực chất em chưa thấy con nào ở ngoài đời mà con nào bự hết. À. Có ba nó thì cao, mà ba nó ốm hơn. Ốm hơn. Nó thì chắc mập rồi đó. Ở đây con, còn mắc cỡ anh này giống như còn to quá, còn chưa có mạnh dạng lắm ha. Tại đông người lạ quá. À, đông người lạ quá. Bình thường em học gia sư là tụi nó phóng lên người ông gia sư á, ông thầy. Nằm lên trển nằm ngủ vậy đó. Đứa này hết đứa này tới kia lại giành thầy vậy hả? Trời ơi dễ thương đây con. Quên nó không mèo mà tôi tưởng nó không chó. Tôi kêu đó. Đây come on. Dễ cưng quá. Ẩm miếng rồi. Ẩm miếng.
Nếu mà các bạn nào mà có dịp mà sờ tận tay á một bé mèo cái dòng không lông ở ngoài đời á, các bạn sẽ ấn tượng ngay luôn. Phải nói là nó thứ nhất là mình gờ vô mình thấy cái thân nhiệt của mèo này nó khá là nóng hơn so với mình. Gờ vô là thấy nóng người liền. Cái thứ hai nữa là cái da nó rất là mịn, y như da em bé vậy đó à. Rất là mịn luôn, rất là ngộ à. Có tùy theo tiêu chí thôi, nhưng mà các bạn có thể zoom kỹ vô đây nè. Nó nhăn rất là nhiều luôn, mà cái này là dạng nhăn ít á. Có những con nó nhăn mà lớp luôn. Được à. Nó có thằng anh với lại một đứa em là nhăn nhiều lắm. Nhăn nhiều. Nhăn mà như cái não vậy đó à, nhìn vô như cái mê cung vậy. Nếu mà lông nó kiểu này thì chắc nó ít bị những cái con gọi là ve hay là cái gì bám vô lắm đó. Hầu như không có rồi. Hầu như không có, mấy con mà lông dài thì sẽ có. Dễ thương quá. Như vậy tắm nó thì cũng rất là dễ, chỉ cần 5 phút thôi. Nhưng mà rửa tay vậy đó. Cái này mình cũng tắm xà bông đâu bình thường. Xà bông em bé, tại vì nó dễ kích ứng à. Da dễ kích ứng lắm. Cái tính cách của mèo này nó có giống như mèo, tại vì ta nói mèo đi ị nó hay giấu bạn này có y hệt luôn. Y hệt luôn, cũng có những cái tính cách của mèo luôn. Dạ. Dễ thương. Một năm nó lên giống khoảng mấy lần ta? Đúng ra nó lên mỗi tháng luôn á. Mỗi tháng luôn. Ồ. Đây là kèo dành cho người chứ không phải nãy. Nó đang nuôi con mà nó vẫn gào được. Là nếu mà anh cho phối là nó phối thiệt á. À, giống như mèo hoang ở ngoài là nó đẻ liên tục luôn á. Là nó đang nuôi con nó thì nó vẫn gào vẫn phối tiếp, là vừa mang bầu mà vừa nuôi con. Cứ vậy hoài vậy đó. Cái này mà đẻ ra chắc anh em mà biết là chắc cũng order trước hết luôn đúng không? Dạ, hơn em bán là em bán ít lắm. Nhiều người thì người quen thì để chơi. Em đâu có nhu cầu bán đâu, em nuôi chơi vậy thôi. Có dư ra thì anh em chứ anh biết mà, chứ đây em đâu có chuyên về mua bán mấy này đâu. Nhưng mà giờ nó đẻ ra nhiều quá mình cũng đâu nuôi hết được. Đúng rồi. Kiếm anh em nào có tâm huyết rồi nuôi. Mỗi lần đẻ là mỗi lần thức đêm. Tại tự em đỡ đẻ luôn mà. Tự em đỡ đẻ luôn. Dạ. Con mèo này nó đỡ đẻ. Em kể cho mọi người nghe sơ sơ, ví dụ như là dấu hiệu nào là chuẩn bị biết nó đẻ nè, xong rồi lúc đẻ em đỡ thì sao? Nó sẽ chọn một cái người mà nó tin, ví dụ như là em đi, cái con tâm thể đó. Là nhớ em đi học, là ngồi học á, là nó hay nằm lên, hoặc là nó lên giường nằm chung. Thì khi mà bữa nó mang bầu là em chưa có về á, là nó không có kêu. Em vừa về là nó kêu xong nó chạy vô cái ổ của nó, nó nằm đó, nó gặn. Ôi khôn dữ vậy ta. Con bé em phải ngồi vuốt. Rồi nó cào ổ làm dữ lắm mà nó không có kêu nha. Tới hồi bé My về thì nó vuốt, nó chạy vô nó gặn luôn. Gặn luôn là đẻ luôn. Dạ. Lúc nó đẻ cái tính khí nó có thay đổi không nè? Không, nó nằm nũng lắm, là nó banh ra nó làm nó tủ thứ dò để cho mình vuốt nó. Coi như là nó làm nũng thôi chứ không phải là nó thuộc dạng hung dữ đúng không? Đúng rồi. Xong rồi nó đẻ còn trong bọc nhau luôn. Đúng rồi. Mèo nó khác chó một cái là khi đẻ ra là nó cần người kế bên hơn là chó. Chó có thể cắn nhưng còn mèo thì nó cần mình vuốt. Nói chung là phải có người kế bên đó. Cho nó tự tin rồi. Dạ đúng rồi. Rồi cái bọc nhau đó cho ta tự nó liếm không giống chó không hay là sao? Thực chất nhau là mèo đẻ bao nhiêu nó ăn hết bao nhiêu rồi. Nó ăn ra đúng rồi. Đúng rồi, cái nhau mèo quý người ta đi sưu tầm đúng rồi. Đúng ra là nó ăn hết, như còn nhiều người mà bực mèo gấp cho hay gì đó thì em chưa thấy. Còn mà giật của con mèo giấu rồi kêu là nhau mèo cho thì thua. Ở đầu nó đẻ ra xong ấy nó biết bú liền chưa ta? Mèo con á. Khoảng 2-3 ngày đầu mình phải tập nhét. Tập nhét hả? Dạ. Nhét vô nấm vú cho nó ngậm. Đúng rồi. Chứ nó cả lũi là lũi, đứa này đẩy đứa kia ra thì nó không đều. Nên anh phải canh anh nhét cho nó để nó điều con hơn. Tầm 7 ngày là mở mắt rồi. 7 ngày mở mắt? Dạ. Mấy ngày biết đi? Đi tầm hơn mười mấy 20 ngày nữa. Mấy 20 ngày biết đi. Dễ cưng ha. Mấy trong mấy tháng bắt đầu nó có thể lên giống nè. Mấy tháng nó bắt đầu có thể tuổi sinh sản của nó trưởng thành, bao nhiêu trưởng thành? Thường là 7-8 tháng là bắt đầu được rồi, nhưng mà thường trên 1 tuổi thì sẽ đẻ thì ok. Ô, tốt hơn, dạ. Tinh trùng cứng cáp hơn. Nếu nói vậy thì nó chỉ nói chung là về cái nó cũng giống mèo bình thường thôi. Nó khác ở đây là đặc biệt là nó không lông. Giống như nó đột biến nó không lông thôi.
đặc biệt. Cái dòng không lông này trên thế giới người ta đã lai tạo ra được nhiều biến thể chưa ta? Có, nó được nhiều màu lắm anh. Nhiều màu rồi chân lùn thấp hơn, tay xoắn thì xoắn hơn. Hai màu mắt. Rồi những cái chạy VIP thì giá sẽ cao hơn. Dùng một con mèo mà theo em biết á, là nó dòng này mà mắc nhất hiện nay trên thế giới á, là nó khoảng bao nhiêu ta? Em không biết nữa nhưng mà có con 1-200 triệu. À, 1-200 triệu. Vậy cũng không có ảo lắm. Cũng 1-200 triệu. Ấy trời trời. Dữ mày. Sao ảo bằng lan được. À, không ảo bằng lan được. Giả vậy nữa. Có sắc nhọn không? Không, nó em cắt cho nó cào rồi phải cắt thêm để cắt á. Cắt dưỡng rồi. Hay chi nãy giờ bồng không có bị con nào cào hết. Toàn nuôi kỹ lắm, không toàn là thuộc dạng nuôi nuôi bét mà nuôi kỹ à. Chứ không phải là nuôi đi nuôi đại nuôi đại. Nãy không biết em cứ nghĩ là mè này nó không có cái móng sắc nhọn đúng không? Dạ. À để tôi cho mèo chơi đi. Dễ cưng. À đâu nè, lại đây. Mi là đây, Mi là đây ngồi với ba. Ngồi xuống đây với ba, sợ vậy? Ôi ôi nhé. Nhớt nhờ. Đây mèo chơi khủng long không mèo? Đây. Nè em Bi cho nè. Đánh nhau không ta? Tụi này đánh nhau không? Chó. Dí à mầm với nhau. Dí à mầm luôn. Khoảng 11, 12 đêm là bắt đầu là chị đua xe đó. Đua xe hả? Đúng, tổ chức đua xe. Bô cua rồi đúng không? Chạy về lên lầu 3 xong rồi chạy xuống, chạy lên chạy xuống ầm 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 vậy. Dễ cưng. Rồi trên lầu 1 phóng xuống nóc tủ. Rồi phóng xuống đất, rồi chạy lên lầu 1 phóng xuống đất, rồi lầu 2 phóng ầm 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 ầm. Này nuôi nhà chắc phụ huynh cũng thích luôn à, thích chung dạ, luôn đúng không? Xưa mẹ nhìn sợ nhưng mà giờ thấy ôm ôm dữ lắm. Dễ cưng quá. Nó đặc biệt ấn tượng hơn. Mèo nhiều lông mình ôm vô chút xíu là lông đầy người luôn. Đúng rồi. Con mèo ở đâu cũng dính lông á. Cái lông nó có hai mặt. Ai mà chấp nhận được điều đó thì người ta thích, tại vì nó rất là mềm mại, nó như cục bông luôn. Nhưng mà ai không thích lông á thì đó là một rào cản. Mèo nhiều lông hủi hồn nó vô lông hủi. Dị ứng, nhiều người bị dị ứng. À, chị mèo không lông này tính nó đầm. Nó đầm hơn và nó dễ thương hơn. Dạ, con kia chắc 10 con được con rồi. Dễ cưng quá. Ok các bạn, thì đây là một cái giống mèo nó... Nói chung là nó cũng không phải là quá quý hiếm đâu. Nhưng mà nó cũng tương đối đặc biệt, ít người nuôi. Cho nên là mình thấy cái đề tài này cũng khá hay. Cho nên là mình liên hệ với Toàn. À, để mà chia sẻ, nó đang coi cũng lòng rồi. Để mà chia sẻ với mọi người về cái dòng mèo này để cho mọi người có thêm về thông tin của nó ha. Nó rất là đặc biệt, nói chung về tính cách thì nó cũng không khác gì mèo bình thường lắm. Nó thân thiện hơn thôi, thân thiện hơn, chịu cho ẩm bồng hơn. Tò mò, nhưng mà đặc tính của con mèo là tò mò. Rất là tò mò đúng không? Thấy nó tò mò, nó giờ ngắm, quan sát. Dễ cưng. Có hay bệnh không ta? Đâu có cái, anh thấy cũng khỏe mạnh, ít bệnh đúng không? Bệnh thì không có, nhưng mà trời mưa hay là đổi nhiệt á, mình mà cảm thấy bệnh là nó cũng cảm thấy bệnh luôn á. À, nó thấy ác xì á. Ác xì luôn? Dạ. Lúc đó thì sẽ uống siro ho em bé hay là này nọ. Ho em Bi khoe đủ đồ chơi luôn cho người ta chơi vậy hả? À, lấy chiếc kia lại để đổi này cho mèo. À. Đang chơi kìa. Em Bi thích không? Ok các bạn, thì mình nghĩ là qua clip này thì cũng chúng ta sẽ có thêm một số thông tin về cái dòng mèo không lông này, rất là đặc biệt luôn, rất là dễ thương luôn.
mà mình nghĩ nó ai mà gặp nó lần đầu tiên chắc sẽ ấn tượng vô cùng luôn. Bản thân mình cũng vậy, mình thì cũng biết nó qua một lần đi ốp, mình thấy một bạn kia bận đồ cho nó theo kiểu gì ta, sườn xám hay cái gì đó mà đeo cái mắt kiến màu đỏ rất là ngầu luôn. Mình có chụp tấm hình đó, để mình về mình lục lại tấm hình đó cho bạn coi, nhìn nó quý tộc lắm kìa. Còn một số mà người nuôi nước ngoài á, nhất là những người mà người ta gọi là nghệ sĩ xăm mình á, người ta xăm cho con mèo của họ phui người luôn. Không, em nghĩ thường thường nó họ không xăm đâu, tại xăm rất là đau. Thì họ dán. Dán à, chắc dán quá. Họ dán. Dán quá. Dạ. Theo phong cách old school. Đúng rồi. Chứ con mèo mà đau cái là nó dãy dữ lắm, chứ không có nằm im đâu. Dạ, trừ khi anh chích thuốc mê thôi. Anh nghĩ một là chụp thuốc mê, hai là dán, mà anh nghĩ chắc dán. Dán á, chứ bên nước ngoài mấy cái đó là cấm đó. Đúng rồi. Mấy cái đó là bạo hành động vật á. Chắc dán đúng rồi. Bây giờ hình xăm dán á. Rất là ngầu luôn. Thì thường người ta sẽ chọn những cái con mà một màu trắng hết để người ta dán mấy cái hình đó. Dạ. Ha. Dễ thương, ngầu. Thì đó các bạn, có nghĩa là chúng ta không có lông, chúng ta thể nhìn được cái gờ được tới cái thịt của nó. Thường thường chúng ta vuốt con mèo, chúng ta chỉ vuốt cái lông thôi, chúng ta không có vuốt được cái thịt của nó đâu. Còn đối với mèo này, chúng ta vuốt được cái thịt của nó, gờ vô từng cái thớ cơ của nó luôn. Rất là đặc biệt luôn kìa. Coi ba bạn nó đang nằm phơi nắng kìa. À. Có chứ. Đó chị, nó gào mà nó muốn gào, nó gào thì cái gào được, nó gào sùm luôn á. Này mà tới lúc cái mùa nó rượn rượn giống chắc buổi tối nó kêu dữ lắm ha. Đúng rồi, nó kêu dữ lắm. Mà cái tiếng nó đỡ ghê hơn mèo mèo ta của mình. À, người ta nó nhẹ nhẹ nhẹ, còn con này nó la cái là thôi. La lên cái là thôi. Còn kia nó rên mà như em bé kêu vậy. Đúng đó. Rồi. Đẹp quá. Ok các bạn, để mà biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng mèo này á thì mọi người có thể Google dòng mèo không lông, thì nó sẽ có nhiều cái thông tin nó chuyên sâu hơn. Còn ở đây mình giới thiệu với các bạn biết là trong cái giới mèo có một con mèo rất là lạ ha. Chúng ta nghe mèo lông ngắn, mèo không lông dài thì nghe nhiều rồi, giờ mèo không lông đó là mèo rất là lạ. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn là về sức khỏe của nó là tương đối phù hợp với Việt Nam mình, nhất là ở trong miền Nam trời nắng ấm mà nó không có chịu lạnh, lạnh thì nó dễ bị vấn đề về hô hấp em ha. Đó là vậy thôi, còn bệnh đồ này nọ thì cũng không có gì nhiều hết, rất là phù hợp nuôi ở đây. Ăn uống thì cũng y như bình thường vậy thôi. Tính cách thì đặc biệt là tính cách nó thân thiện hơn so với những cái dòng mèo bình thường. À, nó dễ cho chúng ta ẩm bồng vuốt ve đồ hơn. Rất là thú vị luôn. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thông tin thì có thể Google. Ai mà muốn có những cái trải nghiệm về để chăm sóc bé, nói chung là muốn sắm một bé để nuôi á thì có thể comment bên dưới ha, rồi mình sẽ coi biết cái trại nào đó mình sẽ chỉ cho các bạn. Hoặc là chỗ Toàn đây, thí dụ mùa tới mà muốn có này nọ thì có thể inbox cho Toàn luôn. Mà chắc cũng ít rồi, đẻ cũng ít rồi ha, chắc em cũng bị đặt hàng hết trơn, đâu có nhiều đâu. Thường thường là đẻ ra có bầu là mọi người biết là đặt hết rồi đúng không? Tầm một tháng em đăng lên, em đăng trong vòng tuần gần hết, hơn nửa bài rồi. Hơn nửa bài, tại nó cũng không có nhiều. Hey, coi con Bi nó giỡn mèo. Chị lắc càng nhanh nó càng chạy lại. Lắc gì đó á chị? Lắc gì nè? Đập tạo tiếng động á. Chị lắc càng nhanh là nó càng kích thích nó chạy lại thêm. Chuẩn bị nó nhào tới, nó đang bị thu hút rồi đó. Chị lắc nhanh lên chị. Lắc đi. Ok các bạn. Thank you mọi người đã xem clip ha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Thank you em hôm nay đã dành thời gian để tiếp anh, để giới thiệu với lại khán giả về một cái dòng mèo rất là dễ thương, rất là đặc biệt này. Ok em, hôm nay không đi làm, hôm nay ở nhà chờ. Hôm nay quên, hôm nay chủ nhật. Ok. Rồi, thank you em rất là nhiều ha. Bye bye.